Hi, xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình đang trên đường xuống nhà của bốn bà cháu sống giữa cánh đồng tại ấp Sà Đo, thị trấn Hồng Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vẫn con đường quen thuộc như ngày nào mà mình đi cũng cách đây hơn một tháng rưỡi rồi. Thì hôm nay mình mới quay trở lại nhà của bốn bà cháu để xuống thăm và xem tình hình bốn bà cháu sinh sống như thế nào. Lúc trước thì bốn bà cháu bị người ta, có lẽ là người ta dụ hay sao đó, bán hết mấy cái bụi tre xung quanh nhà mà được mấy triệu à. Bụi tre rất là nhiều luôn. Thì đây là con đường dẫn vào nhà của bốn bà cháu ở giữa cánh đồng ở Long An các bạn nha. Thì mình gửi xe tại cái nhà cuối cùng của con hẻm và phải đi bộ vào một đoạn nữa các bạn. Lúa thì hôm nay thấy đã trổ rồi nè. Nhà bốn bà cháu thì nằm bên đây. Hôm nay nhìn trơ trội quá. Giờ bán mấy cái bụi tre hết rồi các bạn. Ở bên hông nhà của bốn bà cháu thì người ta bắt đầu cày ruộng. Không biết đi vô được không. Đợt này xuống thì cũng không có mua gì cho bốn bà cháu. Chỉ mua mấy miếng bánh phồng tôm với lại mấy cái hũ sữa chua cho mấy đứa nhỏ. Ở đây nè, người ta bắt đầu cày ruộng rồi. Không biết đi vô được không nữa. Chắc là phải đi băng lên kia. Tại vì đường này hết đường rồi, phải băng đi lên đây rồi. Mấy đứa nhỏ đi học là phải dắt xe đạp đi vòng quanh này nè các bạn. Đi vòng bên này hoặc là đi thẳng qua bên kia luôn. Bắt đầu người ta làm ruộng để trồng lúa. Hôm nay đi với mình thì có anh Lê Nguyễn đang đi bên sau. Kênh ảnh là kênh dọc đường gió bụi. Tuy nhiên bị lỗi kỹ thuật nên anh phải lập sang một cái kênh mới tên là Lê Nguyễn. Buồn không là buồn. Chết. Hình như tụi nhỏ đã thấy mình rồi nè các bạn. Bắt đầu nó chuẩn bị nó chạy ra nè. Mấy đứa nó thấy mình nó chạy ra nè. Hôm nay có đi học không? Dạ có. Ai hôm nay ai hất tóc vậy ta? Ăn cơm chưa? Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm với cá hả? Ngon dữ ta. Sao không chờ chú xuống ăn với? Hả? Bích Thảo? Bích Thảo hôm nay đi học chưa? Nè cho nè. Bánh với lại sữa chua đó. Đâu? Đó, hôm nay gặp lại rồi nè. Hôm nay cô đẹp hình như là nuôi chó nhiều hơn á. Trời ơi, mới rước thêm hai con chó nữa. Trời. Thảo ơi, ra bắt chó lại Thảo. Nhà tuy là thiếu ăn nhưng mà nuôi chó quá trời. Mới rước thêm hai con nữa Thảo. Ở đâu vậy? Tại người ta cho hả? Hôm nay có đồng hồ đẹp dữ chưa? Đây là chị em quên tên mất tiêu rồi. Chị An. Chết luôn, lâu quá quên tên. Đây là chị An, là mẹ của bé Tiên và bé Thảo. Đây là cô đẹp, là bà ngoại. Cô đẹp không có nói, lâu cười một cái thôi. Đó, chú mua đó. Đi học bạn nha. Xíu có đi học không? Dạ không, bữa nay học có 1 buổi à. Hai đứa học có 1 buổi hết. Bé Tiên đi học chưa? Học rồi. Đi học lớp mấy chị An? Lớp 1 luôn. Hôm nay có ai cho quà gì nhiều chưa? Sao ăn mà không biết khui? Không được. Ăn cơm cho chị ăn. Mới ăn rồi. Sao không chờ em xuống ăn với? Hả? Bà ngoại nó bữa nay ở nhà nấu cơm. Hôm nay nấu cơm gì cô đẹp? Cơm với cá. Cơm với cá hả? Không đi bắt vé nữa hả? Không có, hết rồi. Hết rồi. Cái má bị sao vậy?
chó vào đập luôn. Chó vào hả? Đây với Tiên với Thảo bữa nay thấy cũng đỡ đỡ này. Hôm trước xuống là gầy mà bữa nay thấy được được lên tí nè. Mà có học giỏi không? Dạ có. Ừ. Mấy hôm nay có ai vô thăm cho quà gì không chị An? Không. Không hả? Rồi chị An đi làm chưa? Chị An? Chưa. Sao dạo này không có công việc làm hả? Không. Đây bây giờ người ta còn, người ta cho gạo bây giờ vẫn còn nè, gạo mì tôm. Cô đẹp mấy hôm nay có đi bán vé số nữa không? Có. Một ngày bán nhiêu? 50 hả? 50 tờ thì 50 tờ là lời 50 ngàn. Nhưng mà mỗi lần lời 50 là cho con bé này mua đồ hết luôn. Bé Thảo dạo này có xin tiền một ngoài nữa không? Hả? Xin bao nhiêu? Ai cắt tóc cho Thảo vậy? Đi tiệm á. Đi tiệm hả? Cắt tóc mua model với ta, cắt tóc với bà ngoại này. Mấy hôm rồi dưới đây trời mưa không cô đẹp? Mưa ngập luôn đi đâu được đâu. Mưa ngập luôn đi không được luôn hả? Vậy gia đình nhà bị cô lập luôn ở giữa cánh đồng à. Ủa bé Thảo đi học làm sao? Nhà. Bé Thảo đi học dắt xe đi đường nào? Con chạy không đi cả nhà. À. Rồi không à. Kêu cún im lại bé Thảo. Sổ hoài gì. Dạo đây thì bán vé số được không cô đẹp? Bán được. Bán được ngày 50 tờ hả? 50. Rồi có đủ tiền sinh hoạt nữa không? Đóng tiền học thôi vậy. Đóng tiền học. Mới đóng hết bao nhiêu rồi? Đóng mấy triệu. Mấy triệu rồi. Cái gì? Triệu năm, mấy hả? Làm gì mười mấy triệu mấy hả? Triệu mấy đúng không? Ừ. Dạ. Tưởng học school gì trường quốc tế chứ. Đợt trước con đến, mỗi lần đến là trao 5 triệu á. 4 lần 20 triệu rồi còn không? Còn. Còn để dành trang trải nha. Ừ. Cô đẹp đừng có mua cái gì phung phí, cái gì cần thiết thì mới mua cho tụi nó. Đợt trước mua cái cặp mà có cái giống kéo vali á. Ừ. Cái đó được mấy trăm ngàn chứ mấy. Nó phải 2 triệu, 3 triệu gì đâu đúng không? Ừ. Mấy tờ, có mấy tầm hả? Dạ, vậy mà bữa cô đẹp nói là 2-3 triệu làm khán giả coi rồi phàn nàn. Ừ. Bà nội có nhiều chuyện bạn. Bà nào? Một cái em nói chuyện. Sao bị chó cào mà không chích thuốc? Thức. Sưng lên rồi đó. Ừ. Cá này là ở đâu? Cá mới kho nè. Cá xúc cá ruộng. Xúc cá ruộng. À. Rồi mấy hôm nay không đi bắt vé nữa. Coi không có vé à. À. Dạo gần đây thì mưa rồi nước nhiều lên thì có cá thôi, vé thì không thấy nữa. Cô ở đây bao giờ cô đi bán vé số mà bị người ta giật vé số của cô không cô? Không, không giật. Không bị giật bao giờ. Ừ. À, là cô chỉ có mỗi chị đây là con gái thôi hay cũng còn có nhiều người con ạ? Có hai đứa chết nữa rồi. Vậy đó bây giờ còn cô... còn một chị An thôi. Ừ. Còn một mình chị An thôi. Chị An là sống cô... chị An năm bao nhiêu tuổi rồi cô? Hai mấy tuổi rồi. Hai mấy tuổi ạ? À, lúc trước mà chị An có bé Thảo á thì người đàn ông nào đã lấy chị An? Cô đẹp nhớ không? Nhớ chứ. Ở đâu? Kè, gần có vợ rồi. Gần có vợ rồi, có. Ừ. Có vợ rồi. Ừ. À, còn đứa thứ hai là bé Tiên thì là người nào? Thứ hai đi, trên đây. Cũng là hai người khác nhau luôn. Khác nhau, còn đứa thứ hai là đây. Rồi người ta lâu lâu có xuống thăm không? Không không. Cũng không cho đòi gì hết. Ừ, ta có vợ con nữa. Vợ con rồi, nhưng mà còn đi ấy nữa. Ừ. Rồi cô đẹp thấy làm sao? Có bức xúc rồi, có kiện công an gì không? Không. Sao mà không kiện? Không có vợ, kiện gì? Chỗ này còn quậy nữa. Xuống đây quậy nữa. Rồi sao? Rồi có ai lên tiếng giúp cô đẹp không? Có. Ai? Mấy ông ở đây xử rồi. Xử rồi à? Ừ.
Ở đây thì bốn bà cháu cầm cùi ở giữa cái cánh đồng thôi. Bốn bà cháu cũng không có hiểu biết nhiều, cũng không có đi lại nhiều đâu, nên nhiều người lạ mà vô á, cô đẹp phải cẩn thận nha. Nhất là mấy đứa nhỏ này, phải coi chừng tụi nó. Chị An có đi làm gì không cô? Không. Cháu thấy có vẻ tiếp xúc như chị An có vẻ hơi chậm phải không cô? Thật ra thì chị An cô đẹp, hai người đều chậm, nhưng mà vẫn hiểu được nhưng mà ít nói. Kiểu như sống biệt lập lâu quá đó, không có tiếp xúc với người ngoài nên thành ra rất là cứng. Đúng không cô đẹp? Đây đây, cá này là mới ăn hồi nãy đây hả bé Tiên, bé Thảo? Đây cá đồng mà tới đi soi đây hả? Wow, nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Cá gì vậy? Cá rô Bình Phước. À, cá rô. À, mẹ đây con. Nhìn ngon lắm. Cũng khá là thơm. Đang bữa trưa chạy từ Sài Gòn anh em xuống đây cũng hơn 2 tiếng mấy á. Cũng chưa có ăn cơm, thấy cũng đói. Anh Lê Nguyễn chắc là đang đói bụng mà. Đúng rồi. Tuổi thơ anh cũng ăn cá như thế đấy. Bé Tiên đi học chưa chị An? Đi học rồi. Đi học rồi hả? Rồi mẹ An có mua đồ cho Tiên không? Cho con không? Mua đồ đồng phục cho nó. Mua đồ đồng phục hả? Em thấy bên kia có hai bộ là của bé Thảo đúng không? Bé Thảo với Tiên. Ủa bé Tiên gì mặc to chứ vậy? Là mua hai bộ, mỗi đứa một bộ hả? Không phải, còn mấy bộ trong. Còn mấy bộ trong nữa. Bữa nay còn bộ cuối cùng hả Thảo? Dạ, con còn bộ cuối cùng. Là bé Thảo em hết đồ rồi. Là bé Thảo lên lớp 5 đúng không? Hôm nay lớp 4. À lớp 4. À, lớp 4 là ráng học nha. Dạ. À bé Tiên có biết chữ chưa? Biết rồi. Biết không? Chữ mẹ cái làm sao biết không? Biết cái làm sao chữ gì đầu tiên bé Thảo chỉ cho bé Tiên ơi. Một lát nữa đi bắt cá hả? Dạ. Bắt ở đâu? Ở ngoài ruộng kia kìa. Đi bắt cá gì nấu ăn tối hả chị An? Bắt cá gì con? À, đây là gia đình thì thường đi bắt cá, tối thì đi xôi ếch, xôi dế, bắt về nấu ăn. Chứ ít khi ăn cá, ăn mắm vậy lắm. Lúc đầu tiên mà mình xuống là gia đình của chị An nè, toàn là ăn mắm rồi ăn dưa hấu. Ông có gạo ạ? Có gạo nhưng mà lúc đó cũng rất là ít, nhiều người chưa biết đến hoàn cảnh của gia đình bốn bà cháu á. Bữa đó xuống thì thấy bé Thảo dắt cái xe đạp và đang ngoài đồng chạy về xách trái dưa. Cũng mấy tháng rồi đó, nửa năm rồi đó. Bé Tiên ở đó chút xíu à, nay cũng đâu có lớn đâu, tay tông teo này. Bé Tiên là một người ba khác, bé Thảo là một người ba khác. Tuy nhiên hai người cũng chẳng có biết mặt. Chị An còn nhớ ai không? Chị An nhớ mà nó không dành. Đấy, nó không dành thôi chứ. Nhớ mà nó không dành hả? Đâu có gì đâu, cầm ra khoe cho chú coi coi. Nè Tiên, con đem cái rồi cô vợ nè, ngày nay viết được chữ gì rồi. Đây cho mẹ coi coi. Nha mẹ kiểm kê coi được không? Chị An, trước giờ thì hai người đàn ông đó lâu lâu có lại không? Không. Không hả? Rồi có chu cấp gì không? Không. Không luôn. Nuôi gà để bán hả chị? Nuôi gà để chết bằng thịt á. Để tiếp thịt hả? Đó, đợt trước thì cô đẹp mua mấy con gà nhỏ nhỏ 10.000 con thôi. Này bự ghê luôn. Cái lứa trước là bán hết chưa chị? Dạ, lứa trước còn ba con, chục con ơi, vậy em bị chết hả? Chết hả? Đi ăn ngoài đồng. À. Đi hút thì chết quay đâu nữa. Còn có ba con nữa. Em thả ra. Vậy sao dạo này không đi làm rồi cô đẹp đi bán vé số 50 tờ ngày rồi lấy đâu mà đủ sinh hoạt? Chị An. Rồi, có thì bớ chút cá gì nhiều cũng đem gửi người ta bán. Chó hả? Gửi người ta bán cá. Bán cá hả?
cá đồng hả? Con thích cá đồng á. À nên lát là Thảo lát của mẹ con đi lên ruộng hai bị kéo lên kéo Thảo đi con lên ruộng hai bị kéo dài luôn. Bây giờ đi kéo cá hả chị? Con mấy không được, không được chứ còn bà Út mày cái hốt mày dài lưới có gì nhiều vợ cái gì nó hiểu bán kiếm tiền cho mấy học. Bây giờ chạy ra kéo cá kiếm cá bán hả? Đi không em đi với? Đi. Đi. Đi chú đi nó kìa. Đi luôn chú đi luôn. Đi con. Bé Thảo mặc áo vô cho nắng con. Đi mặc áo con đi con. Bé Thảo bé Tiên đi không? Đi mặc áo vô cho nắng nha. Đi đi kéo cá đồng này chú cháu mới đi kéo cá nè. Bà có đi không? Bé bé Thảo. Đi đường nào bây giờ chị? Để chị dẫn đi, chị rành đường lắm. Chị ở đây là cái gì cũng biết hết á. Hôm nay thì quay trở lại thăm bốn bà cháu thì thấy ai cũng khỏe hết. Chỉ có cô đẹp là bị chó cào ngay cái má là bị lả này. Cô đẹp phải mua thuốc uống nha. Chứ để nó lan ra đó, nó lay ghê lắm. Nó lỡ ra là đầy má, đầy mặt hết luôn á. À, bây giờ mấy đứa nhỏ cùng chị An và tụi mình sẽ đi ra ruộng bắt cá để về nấu buổi tối. Đây đây lưới chị An bây giờ cầm đi nè.